Vâng, và xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh sóng của 500 Road Studio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ lại quay trở lại với giải thi đấu ESL One Cologne 2020 khu vực EU. Và trận thi đấu đầu tiên ngày hôm nay sẽ là trận thi đấu giữa các thành viên của bên phía team Auger, OG và bên phía team Sprout. Anh Hoàng, anh đánh giá sao về hai team này? Rõ ràng cả hai team này để đến được cái trận thi đấu nhanh thắng thì khá bất ngờ khi mà Sprout vượt qua được team Big à? Còn Đúng, đúng. Auger thì lại thắng trước NIP trong một cái trận overtime ở map Mirage. Nhưng sao anh lại đánh giá Auger thắng được NIP lại là bất ngờ? Bất ngờ chứ, tại vì đơn giản là cái quãng thời gian trước cái trận thi đấu đó thì Auger đâu có được đánh giá cao đâu. À đúng rồi, anh nhớ rồi, anh nhớ rồi. Sao? Trận thi đấu này anh là người cát ở map Mirage mà. Đúng, đấy. Chính xác, anh nhớ là Auger dẫn trước 4-0, xong để thua là 11-4, xong cuối cùng điện là vào comeback một mạch. Nhưng cuối cùng thì đấy là một trận OT. Xong Đúng, anh cắt trận OT này đúng không? đúng, đúng, anh là người cát trận OT đó. Tính ra thì em thấy rằng là Auger thì thật ra thì không được đánh giá cao hơn NIP, nhưng họ vẫn là một team mạnh mà. Chúng ta thấy rằng có những cái tên kiểu là Valde này À hay là đúng rồi, đúng rồi, XTB đúng này. rồi, đúng rồi. Sao? Anh nhớ trận thiếu này ở bên phía CT của Auger bắn cực kỳ tốt ở tất cả các map. Đúng, Auger. Như ngày xưa chúng ta đã nhận định rồi, anh Hải đã nhận định rồi, đó Anh chính là Hải, anh Auger Hải. là một team bắn CT side rất là mạnh. Và map thi đấu đầu tiên chúng ta sẽ là map thi đấu Train. Chúng ta đều biết được rằng Train là một map nghiêng về bên phía CT side như thế nào rồi. Nhưng Auger cần phải, anh nghĩ rằng ít nhất là 11 12 round ở trong map thi đấu Train này Chính nếu xác, như chính xác họ rồi. muốn giành chiến thắng. Và ở map thiếu này thì bên phía City cần phải lên nhiều round thiếu nhất có thể. Tầm 6 hay 7 round thi đấu, tỷ số tầm 8-7 hoặc là 9-6 vẫn chưa là chắc chắn đâu nha. Sprout đang là đội xuất phát bên phía T và họ đang di chuyển rất đông người ở trên khu vực lầu B. Và đây xem tình huống đánh B luôn rồi, quả smoke gì đã được ném ra. Bom xe B hiện tại đang chỉ là một tình huống solo bom xe B đến từ Vandy của tôi. Một tình huống solo bom xe B từ sâu. Đây sẽ là một tình huống retake bom B đến từ bên phía team OG. Ba người đang di chuyển thẳng về khu tàu 1 và có vẻ như Vandy biết điều này rồi. Mantu đã va chạm đầu tiên và bây giờ thì Mantu một cái bật dành cho team Mantu rồi, đi trả đổi mạng là nhanh nhưng Vandy vừa kết thúc việc đi trả. Tình huống đưa về là 4v3 nhưng Sprout thì đã đặt bom thành công. OG có kit trên người AlexCB và rất nhiều đồ để retake của bom này nha. Họ sẽ cùng retake của bom side B này như thế nào đây khi mà Faven vừa bắt được NBK rồi. Còn hai quả flash và bây giờ thì bắt đầu trả đồ vào một smoke che đi khu vực trong bom rồi, nhưng liệu Snatchy có tận dụng được quả smoke này không đây? Trong đó đi Faven không thể vượt qua được Issa. Snatchy rút dao ra rồi, Snatchy đang chém, Snatchy chém trúng được một người rồi, nhưng bây giờ Snatchy đội trong và cả ba player rút dao ra. Một round thi đấu retake bom rất buồn cười đến từ không phải là buồn cười mà rất chuẩn chỉ thì đúng hơn, nhưng mà round thi đấu cuối cùng pha xử lý cuối cùng thì gọi là cực kỳ nhiều tiếng cười. Ở đây hình như tất cả rút dao rồi Ba anh. người của bên phía City đều rút dao ra rồi, ba người bên phía City đều rút dao ra. Ui, Mantu dạo này nhìn Có vẻ đẹp trai đấy chứ nhở, nhìn nhưng mà hơi hơi rừng gọi rú một tí, đúng, hơi hơi rừng rừng rú rú một một tí. tí. Trong khi đó Valde nhìn hơi đen. Tầm này chắc chắn là đi biển rồi. Nhưng mà em có để ý là mặt Mantu rất là nghiêm trọng. À quên, Vandy rất là nghiêm trọng. Nhìn Valde lúc nào Ngày cũng thế hôm mà anh. trước, ngày hôm trước thì Vandy mới up lên social media bảo là cái xe Mercedes của anh này vừa bị xước. Có Chắc khi là trận này là anti-fan đấy à, nghiêm anti-fan túc. phá à. Có thì lắm. Nhớ đâu lại là mấy người cũ nốt thì sao? À, thì không, nhưng mà Nót không có thù hằn gì với cả Valde nhá. Ok. Em ngày xưa em là fan của Nót khi mà Valde còn trong đấy là em biết. Và bây giờ thì Valde thật sự thì anh cũng là một trong những star player của bên phía team OG rồi, và em nghĩ rằng nếu như Valde ở bán tốt thì các thành viên OG sẽ có cơ hội rất lớn để có thể vượt qua được bên phía team Sprout, vì dù sao thì chúng ta nhìn thấy rằng cái lap của Sprout vượt qua được Big nó cũng là một cơn Bất địa chấn ngờ, rồi. chính xác. Một cơn bất ngờ. Và bây giờ thì trên con đường viết tiếp cái câu chuyện bất ngờ đó thì không biết rằng Sprout có thể chiến thắng được OG hay không đây. Đi trả được một phân pick và người đối đầu với đi trả đó là phải chịu NBK. Nhưng NBK thừa kinh nghiệm để có những pha nhá chích là rất hay. AlexCB sẽ smoke lại cục team mid rồi. Sprout sẽ là một round thi đấu di chuyển ở IV thôi, muốn đục vào vị trí của NBK rồi. Gừng càng già thì càng cay, nhưng chưa biết là round thi đấu này có cay hay không. Issa làm gì đây, định bò vào trong hư nhưng Faven lại bắn lỗi trong tiếng vừa rồi, chỉ trúng người đối phương mà thôi. Trong khi đó đi bên phía team Sprout lộ ra tình huống đánh IV, và đây là một pha bắn kẹp hai IV. Mantu thì đã có ốp rồi và chắc chắn đây sẽ một mạng dễ dàng cho Mantu mà thôi. Issa nằm xuống như NBK hốt bạc là cực kỳ dễ và Speedy. Wow! Vẫn kịp hạ gục được AlexCB kìa. Nhưng không sao, Vandy đã có mặt đổi mạng là rất nhanh và 2-0 dành cho bên phía team OG rồi. Không biết rằng ngày hôm nay cái solo Dream câu solo gần của OG là Dream OG thì có được phát huy tiếp hay không đây. Không ai đánh thuế ước mơ cả và tôi phải nói thật là tôi cũng đang ủng hộ OG trong kèo thi đấu Boba này. Em tưởng slogan của Auger phải là tình bạn. Nhưng mà anh vừa nhìn thấy trên cái áo đấy, cái hashtag là như thế. Ok, vâng, và quay trở lại với round thi đấu thứ ba, 5 khẩu AK dành cho các thành viên của bên phía team Sprout, nhưng Mantu vẫn có ốp nha. Có ốp đến được từ việc chém dao trong round thi đấu đầu tiên, và rõ ràng với cái việc có ốp sớm như thế này thì
cái layup phòng thủ của các thành viên bên phía team OG sẽ trở nên vững chắc hơn rất nhiều. Trong khi đó thì bên phía team Sprout 5 khẩu AK mà thôi, và một lần nữa thì Sprout đang chia ra đội hình default, hai người đi IV, hai người đi trên khu vực lầu B cũng như là cả Pop Dog, và bây giờ thì Mantu flick không trúng rồi, một pha run boost chuẩn đến các thành viên của bên phía team Sprout và bắt buộc Mantu phải lùi về tàu 5. Hơi khó để đòi hỏi Mantu có gì cũng có mà trong pha bắn vừa rồi, nếu như là Zai Gu thì tôi còn tin. Nhưng bây giờ thì các thành viên bên phía team Sprout đang muốn tràn từ đường cao ra rồi. Vandy và NBK đang nhìn một đường, nhưng NBK nhìn thấy đường cao sổ ra. Vandy đổi một nhưng chỉ là một thôi, khi đó là double kill dành cho anh chàng Faven. Tình huống này đang là 4v3 bên phía team Sprout, mất bom xe B rồi thì OG sẽ retake như thế nào đây, khi mà vẫn đang có đến hai người biter ở khu 1.6 cờ. Mantu đang đứng gần duy nhất và anh chàng này có nghe thấy điều gì hay không đây? Sẽ làm quyết định đi xếp súng an toàn đến OG. Hợp lý thôi, khi mà bom xe B chỉ đổi được có một khi mà có đến hai người. Tại sao NBK vừa rồi cầm MP9 mà lại kê ở TG Connector? À, vừa nãy là NBK backup từ IV về. Về 1.6. À đâu, về đến 1.6 hay là về đến đoạn G gì đấy mới đi vào. Kể có tiếng back đấy thì em nghĩ rằng NBK nên đẩy gần hơn lên trên khu vực trong B để có thể hỗ trợ cho vào D. Chứ rõ ràng một khẩu MP9 mà bắn ở tầm xa như vậy thì nó là no hope. Chính xác. Và vừa rồi thì Faven đã tặng một viên AK rất nhanh vào mặt của anh chàng NBK. 1-2 bên phía team Sprout rồi. Những round thứ đầu tiên đang diễn ra với cái thế trận giằng co nhau. Thật sự thì trong đội hình của bên phía team Sprout thì Faven cũng là một cái tên có thể nói rằng khá là nổi bật. Trong khi đó thì có lẽ ngôi sao bây giờ của Sprout thì chúng ta phải kể đến cái tên Dicha. Ui, pha này thì bắn kinh thần. Và quan Tam hình như anh nhớ là trước bắn cho cái team Aristocracy. À đúng rồi, Aristocracy. Dưới thời của Taz. Chuẩn rồi, chuẩn rồi. Nhưng mà anh có thể thấy rằng cái nền CS Ba Lan bây giờ nó cũng đi xuống rất là nhiều. Hết rồi, hết rồi. Không còn một cái team full Ba Lan nào mà có thể góp mặt vào những giải thi đấu lớn được cả. Mà chúng ta thấy rằng những player Ba Lan bây giờ thì Innocent cũng vừa mới về đội hình của... Innocent là về đâu ấy nhỉ? Innocent, nghe tên quen quen nhưng mà anh hiện tại em tự hỏi anh ấy không nhớ ra. Đúng, bây giờ thì tạm không nhớ được. Bây giờ chúng ta cùng trở lại với cái round thi đấu này cái đã, khi mà AlexCB vừa bắn vào mặt của anh chàng Faven rồi. Đó là tiếng bắn tay rất to đến từ anh chàng AlexCB. 5v4 rồi, và liệu rằng ít xa có đẩy ngược lại không? Lát đời không đây. Quả smoke này sẽ thôi, coi như phế đi tình huống di chuyển của anh chàng Dennis. À, em nhớ Innocent ở đâu rồi, Matt Lion. À, ngày hôm rồi, qua đúng vừa đúng thắng Mao. Chuẩn luôn, chuẩn luôn. Quay trở lại với diễn biến chính của trận thi đấu này mà thôi. Sprout bỏ IV khi mà họ đang yếu hơn người và có vẻ như họ đang muốn tạo đột biến. Vấn đề là các thành viên của bên phía team OG, NBK đã đổi được vị trí rồi và bây giờ thì có flash trả vào, nhưng NBK cần phải cẩn thận phía sau lưng. Rất may mắn là quả flash đã câu giờ được. Và bây giờ thì bên phía team OG biết rằng có người trong IV, nhưng vấn đề là NBK không có smoke để dập lửa, bắt buộc phải lùi về, và Sprout đã nghe thấy tình huống quả lửa đốt vào vị trí của NBK rồi. Góc đứng này của NBK đang là xấu nha, nhưng mà di chuyển này thì sẽ là hack não. Đội hình của OG đang trốn rất kỹ, nhưng mà NBK vẫn bị nhồi thêm một quả lửa nữa vào. Đen đủi quá, double kill dành cho vị trí Dicha rồi, và bom xe A hoàn toàn clear. 3A vừa rồi chỉ đổi được có một mà thôi. Bom xe A mất tiếp tục rồi, và liệu rằng bộ đôi Mantu và Vandy có đi xếp súng hay không đây? Hai quả lửa nhồi vào vị trí của NBK, trong khi đó thì tất cả những player còn lại gần như không đổi được mạng, và bom xe A thủng trong chóng vánh. Rõ ràng là khu vực IV ở các thành viên bên phía team OG đang gặp khá là nhiều vấn đề, và em nghĩ rằng là nên để cho Mantu cầm ốp ra khu vực IV để có thể thực hiện cái nhiệm vụ của mình dễ dàng hơn. Bây giờ thì Mantu, anh chàng này liệu rằng có xếp được khẩu ốp không, khi mà đang có tình huống di chuyển vào khu IV của Speedy. Và đó thì cũng bắn tốt đến từ anh chàng Mantu rồi, nhưng timing cũng là không còn để cho Sprout đi bắt súng nữa. Và tỷ số thì là 2-2 rồi. Không hiểu sao dạo gần đây tôi cứ được cát cái trận thi đấu nào là ở những cái round thi đấu đầu tiên cực kỳ giằng co.
chưa? Vâng, và chúng ta cùng trở lại với trận thi đấu này thôi. Rất xin lỗi anh em, vừa nãy có một chút lỗi kỹ thuật nên bây giờ mới có thể khắc phục được. Và trở lại với trận thi đấu này thì Sprout đang có lợi thế rất lớn ở trong round thiếu thứ 5 rồi. Mantu và Vandy sẽ tiếp tục đi xếp súng mà thôi. Trong round thiếu này để công tình 2v5 Clutter. Tôi đang không tin, tôi đang không dám tin vào điều đó. Sẽ là một round thi đấu mà Mantu cũng là vào đây xếp súng thôi. Dù sao thì cả 3 player bên phía team OG vừa rồi thì họ cũng chỉ là full Nico. Rất sorry anh em, vừa rồi là có một vài lỗi kỹ thuật nên là kênh chưa live lên được. Và bây giờ đã live lại được kênh rồi. Bây giờ thì vị trí Vandy đã lộ ra, kịp đổi một mạng đến từ vị trí Vandy. Nhưng bây giờ thì còn duy nhất Mantu mà thôi. Mantu đang có một khẩu ốp vũ khí rất đắt tiền, nên đi xếp súng và lựa chọn một góc xếp súng an toàn đến từ vị trí của Mantu. Tỷ số sẽ là 3-2 dành cho các thành viên của bên phía team Sprout. Và như chúng ta cũng đã đề cập từ trước rồi, đó chính là nếu như mà OG không giành được ít nhất là tầm 11 round thi đấu bên phía Cityside, thật sự tôi nghĩ là rất khó OG có thể giành được chiến thắng ở trong map thi đấu đợt trên này. Ngày xưa thì OG họ, cái thời mới thành lập thì họ auto pick cho mình map thi đấu trên. Thực sự thì đây cũng không phải là một map quá mạnh của họ. Chúng ta đều biết rồi, OG là một team bắn rất là mạnh ở Cityside của mọi map. Nhưng vấn đề là sang đến T-side thật sự nó là một điểm yếu chí mạng của các thành viên bên phía team OG. Chính xác rồi. Vâng, Dennis này là Dennis người Đức nha các bạn ơi. Dennis King of Piston thì là Dennis của Thụy Điển cơ. Để phân biệt hai Dennis thì có một cách. Dennis này một chữ N, Dennis kia hai chữ N. Thật sự thì Dennis người Đức cũng là một player có thể nói rằng khá là kỳ cựu rồi. Một player rất là nhiều kinh nghiệm khi mà anh đã từng thi đấu trong đội hình của bên phía team Mousesport ngày xưa, cái thời của Nico. Nhưng nếu như để xét tổng quan về Dennis thì thật sự em đánh giá đây là một player chưa bao giờ xứng đáng lọt vào tier 1 cả. Nghe câu chưa bao giờ xứng đáng vào tier 1 thì lại hơi buồn lòng đấy. Và chúng ta cùng trở lại với cái round thi đấu thứ 6 này thôi. Đây là một round thi đấu mà các thành viên team OG full buy hoàn toàn rồi. Họ vẫn giữ được khẩu ốp truyền kiếp đến từ anh chàng Mantu. Xếp được đến 2 round thi đấu liên tục rồi. Vô tình huống stack ladder nhưng đó là mạng dành cho vị trí anh chàng Faven. Một quả pop flat và một tình huống pha kính. Ít xa hoàn toàn không thể phòng bị được cái tình huống vừa rồi. 5v4 này ở bên phía team Sprout rồi. Liệu rằng đây phải round thi đấu thứ 4 dành cho Sprout hay không? Trong khi đó thì Alex CB cũng đã chám vào vị trí của Issa. Và giờ thì NBK phát hiện ra được Speedy ở khu vực team main rồi. Nhưng vấn đề là các thành viên của bên phía team OG họ sẽ xử lý như thế nào khi mà đang thiếu người đây. Và thậm chí rằng Sprout đang muốn về B, nơi mà chỉ có một mình Valde là người solo rồi. Valde đang solo ở rất xa. Speedy bị đục trúng rồi. Chỉ mất cho mình khoảng nửa máu thôi. Nhưng vấn đề là bom sai B cơ. Retake như thế nào đây? Valde sẽ cần phải pick được ít nhất một mạng trước khi mà bắt đầu retake nếu như muốn có cơ hội trong round thi đấu này. Nhưng từ từ đã nha, Vandy chưa lộ vị trí nhưng mà Vandy lại nghe thấy rất nhiều tiếng chân ở khu tomo rồi. NBK có double kill đó, bị rotate đài Vandy hạ cục đi pha vần rồi. Nhưng bây giờ thì còn Dennis, liệu rằng Vandy có nhớ ra là đã có những tiếng chân ở cái khu vực tomo này hay không đây? 3v2, thời gian còn đó là 20 giây thôi. Dennis thì lộ vị trí rồi và Speedy cũng đã phát hiện ra vị trí của anh chàng Vandy. Quả nết đây thì sao? Khá khá đau đó, Vandy chỉ còn đó là 13 HP. Cả hai bên đều đang không khỏe máu ngang nhau rồi. Alex CB có một mạng và biết luôn vị trí Speedy ở đâu. Bây giờ thì 2-1 không trộn thì cũng que. Nhưng mà người mà bị đánh giá nó thấp hơn thì Speedy đã đưa tình huống là 1v1 rồi. 1v1 và Speedy đang có pha di chuyển cực kỳ khôn ngoan. Nhưng vấn đề là timing là không kịp. Alex CB vẫn check lại rất cẩn thận. Và đây sẽ là round thắng thứ 3 dành cho các thành viên của bên phía team OG mà thôi. Rất may mắn vào đề bò, nhưng vấn đề là những người đồng đội của anh thì cũng làm tốt phần việc của mình khi back về. Chúng ta thấy rằng là những cái áp lực dồn hết vào khu vực G-Connector khiến Sprout không thể chú ý lên phía trên khu vực đường cao B được. Và cũng phải nói lại là một pha rotate về của NBK rất tuyệt vời. Anh chàng này đứng ở khu vực G đã làm đến đôi mạng rồi. Đây là cái tình huống mà tôi đã nói. Một quả pop flash xuống, một tiếng vỡ kính. Itza chịu thôi, Itza hơi khó tình huống vừa rồi. 3-3 dành cho bên phía team OG. Nhưng hiện tại thì anh chàng Snatchy vẫn chưa chơi game. 1-0-3. Ra thì Snatchy cũng chưa bao giờ được đánh giá là một player có thể nói rằng bắn quá là tốt cả. Ngày xưa thì Snatchy cũng đã có một thời về với đội hình của Vitus Pro để thay thế vào vị trí Oper. Thực sự thì Snatchy
cái cảm giác những cái phong cách bắn ốp của Snatchy nó khá là tù, nó khá là bị động. Và kể cả cái tay của Snatchy cũng không phải là quá to nữa. Tay là tay bán cơm đấy. Đúng. Và bây giờ thì trong round thi đấu này, đội hình 4A chặn rớt thời điểm đầu đến từ bên phía team OG. Vẫn đang là tình huống solo bom CB rất nhiều rồi đến từ anh chàng Van đi. Quả lửa này bắt buộc đẩy Speed đi ra, trắng quá rồi. Và đó là mạng thiếu Itza. Double kill dành cho vị trí Itza. Chưa bao giờ tôi hoài nghi về những tình huống đấu skill của anh chàng người Jordani này. 5v3 dành cho bên phía team OG rồi. Có vẻ như Sprout sẽ muốn ra khúc bom CA đây. Và hãy nhìn vào cái góc đứng của AlexiB đi. Một góc đứng rất khôn ngoan, mặc dù yếu máu nhưng vấn đề là góc đứng này có lẽ sẽ là một góc đứng đẹp dành cho AlexiB mà thôi. Dennis đẩy ra nhưng quả flash là không mù đi được vị trí của Mantu. Và giờ thì Mantu phát hiện ra thêm người ở team main rồi. Giờ thì Mantu chắc chắn sẽ biết được rằng đối phương trong team main mà thôi. Và liệu có đẩy ốp ra để pick người hay không đây? Mantu tiếp tục double kill. Và đó là không phải triple kill cho Mantu nhưng có đục hay không đây? Cuối cùng đi cha phải đẩy ra và nằm xuống dưới họng súng của Valde rồi. Key round dành cho các thành viên của OG khi mà họ đã ép được Sprout về thế yếu tiền. Bây giờ sẽ là lúc gỡ gạc lại những cái round thiếu để thua vừa rồi đến từ bên phía team OG. Liệu rằng tỷ số có phải là 5-3 hay không đây? Khi mà như lời caster Trọng Linh đã nói là Sprout yếu tiền rồi. Ôi, ông này nhìn giống Gratifaction quá anh ạ. Nhưng mà hình như hôm trước anh vừa mới xem trên mạng thì Gratifaction dạo này cũng cắt tóc, cắt tỉa đẹp trai đấy chứ. Hôm nọ em nhớ là em có xem trận một trang tip thì Gratifaction còn buộc tóc, nhà tóc dài như nào mà nhìn khá là đẹp trai. Nói chung là lần này thì anh em mình không được cast giải NA vì vấn đề là cũng hơi thiếu nhân lực. Chính xác. Và cái giờ của nó cũng không phải là quá đẹp và kể cả khu vực NA bây giờ em thấy nó cũng khá là đi xuống nữa. Có cái đại diện là tiêu biểu nhất thì lại sang EU rồi. Không không. Mới bây giờ sang NA bị bắn cho con nhá, em thề luôn. Không... Tiêu biểu trôn. Hôm qua mới bây giờ cũng đã để thua trước các thành viên của FaZe Clan rồi. Cái trận đấy thì anh phải nói thật là FaZe Clan hơi tai nạn ý thôi, chứ bắn thật thì có khi phải có khi phải là tỷ số 3-0. Map 1 em nhớ rằng FaZe Clan bị rất sâu hay là sâu mà. Đúng, chính xác. Xong cuối cùng comeback lên được tầm 16-8 đúng không? Chính xác. Nhưng mà hai map sau thì thôi, rep đội bạn luôn. Thế nhưng mà em có câu chuyện nào cho anh nghe về kiểu team Sprout không? Sprout á, thật ra thì Sprout không phải là một team mà em quá là kiểu quan tâm. Nếu như nói về Sprout thì ngày xưa là có hai player, bây giờ thi đấu cho Big, Kito với cả Season. Đây là hai. Kito thì em không biết nhiều nhưng Season là một trong những ngôi sao rất là sáng giá của nền CS:GO Đức. Nhưng em không hiểu tại sao là mãi cho đến bây giờ thì Big mới lấy về vị trí Season. Trong khi đó anh nhớ một khoảng thời gian là Big rất là thiếu hụt vị trí Oper đúng không? Khi mà Smooth ra đi đúng không? Nhưng mà nói về Big thì chúng ta phải nói rằng là Big bị loại rồi nhá. Đúng, Big bị loại rồi. Top 1 HLTV. Để thua trận 1, để thua luôn ở trận 2. Thôi xong, rao tiếu này thì cũng không còn gì mà phải nói nữa rồi. Mà đối phương Sprout chỉ là những khẩu súng lục thôi. Một mạng an ủi dành cho Victor Pavel. Và 5-3 dành cho OG. Không gì quá khó khăn cả. Cảm ơn câu chuyện mà về Sprout mà các tên Trọng Lịch đã chia sẻ. Ok, 5-3. Và nói một chút nữa về các thành viên của bên phía team OG thì thật sự đây cũng là một đội hình. Có thể nói rằng nếu nhìn qua thì em nghĩ đây là một đội hình gần như là all star. Chúng ta thấy rằng là AlexiB thì không bàn rồi, AlexiB là một player gần như là một in-game leader có khả năng frag rất là tốt. Trong khi đó thì NBK vẫn luôn luôn là một trong những player lão làng của nền CS Pháp. Còn với Mantu, Valde và Issa, đây đều là ba ngôi sao. Mantu thì có vẻ các bạn chưa biết nhiều nhưng có lẽ là cái khoảng thời gian mà Mantu thi đấu đến cho đến bây giờ chứng tỏ được bản lĩnh của anh rồi. Còn với Valde thì Issa chúng ta cũng đã đều biết. Còn quay trở lại với round thi đấu này thì sao đây? Một round thi đấu mà các thành viên của bên phía Team Sprout có ý đồ phi mid. Vấn đề là những quả lửa đến bên phía OG đã ngăn chặn những tình huống này rồi. Và tiếp tục Sprout sẽ phải lùi sâu về mà thôi. Một tình huống ném nét vào khung middle rất đau dành cho anh chàng Speedy. Vandy lần này ở khung bom CB đã đẩy đường cao rồi. Lần đầu tiên Vandy đẩy và không biết rằng Vandy có mạng hay không nào. Đây là round thi đấu mà các thành viên bên phía team OG họ đang muốn bắn theo cơ skill và muốn đẩy ngược lại vào khung middle. Vande vừa bắt được vị trí Faven, biết là khung bom CB hoàn toàn clear rồi. Đội hình 4A sẽ là một đội hình cực kỳ chắc chắn. Liệu rằng team Sprout với những quả flash trên tay, một quả lửa, một quả smoke thì có đánh đục thủng được bom CA hay không? Lợi thế hơn người và thậm chí rằng Valde cũng đã đẩy được trên khu vực trong B. Và với góc đứng này thì Valde quyết định cương luôn. Khá là mạo hiểm. Nếu như bây giờ Valde mà nằm xuống thì đối phương có thể tràn vào trong khu vực bom CB. Nhưng hãy nhìn vào cái góc mà Valde chọn đi. Liệu Sprout có nghĩ rằng Valde vẫn ở trên khu vực trong B hay không đây? Bây giờ thì Valde đã có mạng thứ hai rồi. Nhưng mà AlexiB bất cần nằm xuống ở dưới cái khu vực ladder này. Dennis và Dicha đã cân bằng lợi thế về người dành cho bên phía team Sprout rồi. Thời gian còn đó là 30 giây. Bom thì vẫn chưa nhặt. Bom thì vẫn đang ở khu vực team middle. Sprout với thời gian còn lại 20 giây.
Họ đang muốn đưa bom ra của bom xe A, nhưng bom xe A thì có màn tù và vị trí của anh chàng Issa ở đây. Màn tù bị A cũng bởi đèn ít rồi. Issa thì sao? Issa sai ra mình vẫn kịp đổi một nhưng mà không thể đổi được hai. Chỉ còn mình Vandy cho một tình huống 1v1 mà thôi. Vandy đã đổi vị trí rồi. Vandy biết đối phương ở đâu. Quả nết này, một quả nết lùi ném đẹp. Nhưng mà Snatchy liệu rằng có thể làm một tiếng 1v1 thành công được hay không? Vào đề vẫn kê nhưng đó là một tiếng spam quá tốt đến từ cái tên Snatchy. Một pha bắn thật sự ảo, quick scope đến từ vị trí của Snatchy. Thật sự thì quá ảo diệu. Và những lúc cần thì Snatchy đã kịp thời tỏa sáng. Chiến thắng thật sự gay cấn dành cho các thành viên của bên phía Team Sprout. Và cũng phải tự trách bản thân mình thôi, cái OG họ đã để lỡ quá là nhiều những cái lợi thế rồi. Góc đấu vừa rồi cũng là một góc đấu mà không phải là góc đấu đặt tâm đến từ anh chàng Vandy đấy chứ. Thôi thì cũng phải khen anh chàng Snatchy là một tình huống xử lý tài tình mà thôi. 5-4, 4-5 dành cho bên phía Team Sprout. Và mỗi bên thì đã đều dùng một quyền time out tactical rồi. OG đây giúp key round, lượng tiền của họ trên người không còn là nhiều đâu. Nếu như mà họ để thua thì Sprout có khả năng vươn lên dẫn trước với tỷ số 6-5. Một key round dành cho cả hai bên thì đúng hơn. Sprout cũng không còn tiền nữa rồi. Key round, ai sẽ là người giành chiến thắng được đây? Mantu vẫn có ốp, trong khi đó thì NBK sẽ phải sử dụng cho mình một khẩu FAMAS. Lượng trang bị cũng có thể nói rằng tạm ổn thì OG, nhưng vấn đề là họ thiếu đi một thứ, đó chính là cái kit. Đúng là như vậy rồi. OG đang không có một cái kit nào. Nếu như mà OG để cho Sprout đặt bom thì họ sẽ phải có một cái tham minh retake bom chuẩn. Dennis chiếm lại được cục ladder, nhưng bây giờ Issa đang muốn đẩy ngược vào. Một tiếng nhảy bắn với khẩu M4 ư, chôn à? Vâng, Issa vừa làm gì vậy? Tự pop flat, tự đẩy vào, nhưng vấn đề thì muốn đẩy vào lại nhảy lên một nhịp. Không hiểu thật sự. Và giờ thì NBK có xin flat của đồng đội hay không đây, nhưng vấn đề là sẽ không có ai support cho vị trí NBK đâu. Định hack não đối phương đẩy vào ư? Vâng, làm sao mà hack não được đây? Nhưng NBK ngửi thấy một điều gì đó rồi. Và giờ thì NBK không được rồi. Đối phương chỉ là đổi súng mà thôi. Và bây giờ thì có một tình huống fake flat trả vào, nhưng đối phương không bị lừa. Tỉnh táo đến từ bên phía Team Sprout, và họ đang di chuyển về khu bom xe B rồi. Đây là một tình huống đánh lô tô đến từ bên phía Team OG. Họ đang bắt bài 3A, nhưng mà đối phương lại đang đưa 3 người về B cờ. Hãy cùng chờ đợi xem, hai người vẫn fake ở khu vực IV, thật sự rất khó chịu. Và giờ thì Mantu mù trắng xóa rồi. Trong khi đó Mantu có đẩy ra hay không đây? Sẽ kéo ốp lên đến từ Snatchy, và đó là một tình huống phản xạ nhanh hơn đến từ Snatchy. 2v5, và chắc chắn đây sẽ là thằng thứ 5 dành cho các thành viên của Sprout thôi. OG bị ép về thế eco. Một key round và họ để thua. Chưa kể là mất đi toàn bộ súng nữa. Thôi xong rồi, OG sẽ gặp khó. Với lượng tiền này, liệu rằng có fork buy để eco luôn round thiếu tiếp theo hay không? Lượng tiền như thế này thật sự khá là khèo dành cho các thành viên của bên phía team OG. Chúng ta nhìn thấy rằng là round sau thì cũng chỉ được cộng đâu đó rơi vào tầm 2.400. Sự không đủ để có thể lên ôm. Trong khi đó thì khu vực ladder có vẻ như đang là một trong những điểm yếu của các thành viên bên phía team OG. Rất nhiều round họ bị thủng lát rồi, và điều đó đang khiến cho họ liên tiếp thủng ở khu vực bom xe A. Sự vào đề cũng đang làm rất là tốt nhiệm vụ của mình, nhưng vấn đề là bom xe A cứ thủng như thế này thì khó. Làm sao mà có thể đi retake bom xe A mãi được đâu. Đây là quyết định eco đến từ OG rồi. Eco round này là sẽ đủ tiền buy round sau, nhưng sẽ hơi yếu bò một chút. Stack 5A, với những khẩu USP thì thôi, chỉ có ta đi cùng nhau thôi chứ làm sao được nữa. Hơi khó. Một đoàn tàu nối đuôi nhau vào trong team main. Issa là người duy nhất có cho mình một khẩu P250 trong round thi đấu này. Nhưng vấn đề là các thành viên của bên phía team OG cơ hội gần như là không có rồi, khi đây đã là một tình huống đánh lô trượt. Vẫn cử một người để fake ở IV, đó chính là cái tên Dicha. Những NBK cũng đã nghe thấy, chỉ có một tiếng phút mà thôi. Và giờ thì Sprout có vẻ như đang muốn đẩy về để bắt đi chữ Dicha rồi. Tất cả đang đẩy ngược về khu vực IV không. Vậy là Valde cũng như là Issa đã vòng ngược về khu vực lầu B. Những các thành viên của bên phía team Sprout họ vẫn chưa vào bom B. Vâng, thật sự khá là lì lợm. Và bây giờ thì Sprout mới bắt đầu set bài vào trong khu vực bom xe B. Back về đã là muộn rồi. Issa trên tay chỉ là một khẩu P250 thôi. Bỏ lỡ đi thời cơ của mình thì chắc chắn cơ hội sẽ là không còn nữa. Và giờ bên phía team Sprout vẫn chưa vào. Quá cẩn thận luôn thì đúng hơn. Để cho Dicha móc đến tận cuối CT rồi mới vào ư? Bây giờ thì bom xe B thì hoàn toàn là vườn không nhà trống rồi.
Sprout nên vào nhanh hơn đi. Đặt bom thì sẽ là thừa thời gian dành cho bên phía team Sprout. OG thì đang vây bắt đội hình ở bên phía City side rồi. Và không biết rằng anh chàng đi cha này có đẩy vào để bắt súng hay không. Dĩ hòa vi quý ư? Biết đối phương chỉ là những khẩu lục mà thôi. Thật sự thì bắt súng cũng không làm được điều gì cả. Nhưng đi cha có vẻ như vẫn đang muốn cày frag, cải thiện số lượng KDA của mình ở trong round thi đấu này. Và liệu rằng anh chàng này đi bắt súng thì có bị súng bắt ngược hay không đây? Bên phải đây rồi. Và là bị súng bắt ngược rồi, nhưng vẫn còn cái tên đó là Faven. Faven chết chay luôn, và đó là mạng dưới nó màn tủ. Dennis đổi một, và cuối cùng thì Dennis cũng đã làm được hai rồi. Hơi tốn đồ đến cho các thành viên của bên phía team Sprout. Đối phương cũng chỉ là những khẩu lục mà. Thôi thì nhà chúng ta có điều kiện. 6 năm và OG sẽ quyết định full buy luôn. Mantu, với những cái mạng vừa rồi thì Mantu tiễn có đủ tiền mua ốp. Nhưng mà đây là cụ ốp không giáp nha. Mantu nên bắn cẩn thận trong cái round thi đấu này. Mantu đang player có nhiều mạng nhất bên phía team OG. Còn bên phía bên kia thì anh chàng Speedy cũng mới chỉ có 3 frag. Round thứ 12 đến đây rồi, và đây là một round thiếu full buy đầy đủ đến từ cả hai bên. Speedy đang muốn phân pick, và Speedy bắn yếu đi vị trí Alexibi. Hơi đáng tiếc quả nết này không gây đam đến lên người của anh chàng Alexibi. Quả nết là đập vào cạnh của khu vực tàu Nam. Dù sao thì Alexibi cũng rất yếu máu rồi, và anh sẽ phải thi đấu cực kỳ cẩn thận trong round này. Trong đó tiếp tục một lần nữa, các thành viên của bên phía team Sprout đang muốn khoét vào trong khu vực ladder room. Còn với Mantu thì khẩu ốp của anh đã được kê trực diện từ khu vực Z-Connector thẳng ra team main. SBK vẫn sẽ là người giữ ở IV, nhưng với cái lượng bom hạn chế như thế này thật sự rất khó để có thể thủ được IV. Và hãy nhìn đi, thời gian 1 phút 10 giây. Và bên phía OG chỉ còn lại 2 quả smoke, 1 quả flash cũng là 1 quả nade mà thôi. AlexCB bây giờ sẽ lùi về khu vực IV để bắn kẹp cùng với cái tên SBK rồi. Nhưng liệu các thành viên của bên phía team Sprout có thể đục thủng đấy không đây, khi AlexCB cũng chỉ còn lại cho mình 15 máu. Vâng, ném bài xuống cục bom xe B lần 1 đến từ bên phía team Sprout. Nhưng tôi đồ rằng đây sẽ chỉ là những tiếng fake để câu đồ của đối phương thôi, để cho IV di chuyển. Bây giờ thì NBK sẽ là key player. Và liệu rằng NBK ở cái khu IV này có đổi được cái mạng nào hay không? Dennis thì đã bò được xuống khu bom xe B rồi đó. Và bây giờ thì Dennis đã bị phát hiện bởi Vandy. Vandy biết là khu bom xe B clear nha. Đặc biệt hơn là RSV cũng đổi được một mạng. NBK thì lại chết chảy. Fake bom B để đánh vào bom A, nhưng bây giờ thì ít xa, bắt đi được quả bom rơi rồi. 25 giây speed đi đổi một. Và bây giờ thì ít xa có sống sót được không? Và đó là một tiếng nói không đến từ anh chàng đi cha rồi. Một mình Vandy. Nào 19 giây, Vandy ơi, 1v2, clutch đi nào. Hơi khó rồi, đằng sau lưng có người vào đi không hề hay biết. Giờ thì Vandy vẫn nghĩ rằng đối phương ở trong bom, và đó là không thể clutch dành cho vị trí của Vandy. 7 năm dành cho các thành viên của bên phía team Sprout. Rất khó thở. Sự thì NBK đang thi đấu có thể nói rằng quá là tù ở khu vực IV. Nên có sự thay đổi đội hình. Những player nhiều kinh nghiệm như là NBK thì tôi đồ rằng là nên bắn ở khu bom xe B. Thường thì Vào D sẽ là người bắn chắc ở bom xe B từ thời của Not rồi, chứ không phải là từ thời OG nữa. Trong khi đó thì có thể đảo vị trí của Mantu với khẩu ốp của mình ra khu vực IV mà. Bom xe A của bên phía team OG đang gặp quá là nhiều vấn đề. Trong đó lối đánh của các thành viên bên phía team Sprout thật sự cũng rất chuẩn chỉ. Rõ ràng thì nếu như các bạn theo dõi trận thi đấu giữa Sprout và Big thì Sprout là một team counter strat khá là nhiều. Họ thường có những pha bắt bài. Trong khi đó thì ngày hôm nay chúng ta thấy Sprout bắn có thể nói rằng với một phong cách chiếm map default rất là cơ bản mà thôi. Tuy nhiên thì họ cũng đang làm được điều đó, và phong cách bắn này thật sự đang là một phong cách có thể nói rằng đúng với phong cách của một top team. Round thi đấu này là một round thi đấu mà các thành viên bên phía team OG chỉ là những khẩu lục thôi. Họ đang tổ chức bắt bài ở B rồi. Nhưng bây giờ theo cái phương hướng di chuyển này của Sprout thì khó khả năng họ sẽ ra khu bom xe A. NBK nằm xuống rồi. Đó là mạng dành cho Speedy. Rất khó, và bây giờ thì tham mình. AlexCB đã bị gọng bởi Dennis. Bom xe A hoàn toàn clear. Và round thi đấu này thì sẽ là round thi đấu thứ 8 dành cho Sprout. OG chơi lô tô xịt. NBK đang có một phong độ thật sự tệ. Chỗ nào NBK kê cũng thùng. Cái khoảng tham minh của NBK cũng luôn luôn là chạch. Và rõ ràng là các thành viên của bên phía team OG họ đang gặp quá nhiều vấn đề ở khu vực bom xe A. Từ đấy giờ chúng ta thấy rằng là bom xe B rất ít bị đánh thùng. Nhưng vấn đề bom xe A lúc nào thì cũng 3 đổi được 1. 1, 2.
và để cho đối phương lên 8 thì OG sẽ gặp khó ở cái map thi đấu đờ trên này. Năm round, và với 5 round ở bên phía CD side như thế này thì có lẽ là chúng ta nên tính đến cái map thi đấu thứ hai thôi. Map 2 sẽ là map Inferno, được pick bởi các thành viên bên phía team OG. Và đây là một nơi mà OG có nhiều cơ sở để giành chiến thắng hơn rất là nhiều. Chúng ta thấy rằng là ở trong trận thi đấu của OG với NiP, ngay chính tại map thi đấu trên này, mặc dù tỷ số là 16-12, nhưng thật sự thì phong cách chơi của OG ở map thi đấu trên bây giờ cảm giác không có quá là nhiều điều đặc sắc, và thậm chí rằng họ còn có rất là nhiều điểm yếu nữa. Có lẽ trong cái thời gian nghỉ vừa rồi thì OG không quá là chú trọng về cái map thiếu đợt trên chăng. Bây giờ thì Sprout đang muốn đẩy Speed đi first pick, nhưng tiếp tục làm tình huống first pick không thành công đến từ vị trí Speed đi. Lần này thì Sprout đang muốn đẩy tốc độ ra cục bom xe B, và bây giờ thì Mantu kết thúc điệp pha vẹn rồi. Ba người ở đường dưới đang muốn xô vào cục bom xe B đặt bom. Mantu sẽ tìm một vị trí và giữ lại một góc để đợi cho những người đội mình về mà thôi. Đang có một tình huống móc mid đến từ vị trí Vandy rồi. Vandy cần móc nhanh hơn. Dennis đã bị lộ ra, đón góc one way dành cho Alex CB. Lợi thế hơn người 5v3, và liệu các thành viên của bên phía Sprout có để thua được nữa hay không đây. Và Dicha double bomb dành cho vị trí của Dicha rồi, nhưng rất may mắn NBK đã đổi được mạng thành công. Snatchy bây giờ hiện tại chỉ còn một chấm máu mà thôi, và quả nết của NBK kết thúc điểm chiều. Snatchy Speedy vẫn bắt đi được người móc, nhưng vấn đề là Speedy đã lộ rồi. 1v2 thì liệu Speedy có thể làm được hay không đây. Bắn lỗi và NBK nằm xuống rồi, người có kit đã nằm, và bây giờ thì Mantu khó đã có thể xử lý rồi. Một máu mà thôi, và giờ thì Speedy bắn trượt đến từ vị trí của Mantu và không đủ tham. Ôi trời ơi, một pha bắn thật sự là mù mắt dành cho NBK. Anh Khá ơi, anh Khá, round thi đấu đó tình huống vừa rồi anh được bắn trước đến một tơn mà cơ mà. Đúng là người già tay yếu mắt chậm. Đó là NBK. Quá khổ. Và thực sự thì tình huống này Speedy cũng rất là bình tĩnh nữa. Nếu như mà so sánh với cả Speedy hay là Dennis ở Mousebot thì thật sự đây là một bộ mặt hoàn toàn khác. Thật sự thì Speedy và Dennis là hai player mà em đánh giá rất là thấp. Nhưng hiện tại thì chúng ta thấy rằng là cả Speedy và Dennis đều đang bắn rất tốt, rất tròn vài. Còn bên phía ở bên phía team OG thì nhìn cái lượng KDA cũng khá là đều nhau đấy chứ. Nhưng vấn đề là họ vẫn đang gặp phải trong những tình huống giữ bom xài A ở map thiếu đời trên này. Round thiếu cuối cùng rồi, round thiếu cuối cùng của hiệp thiếu đầu tiên. Mantu vẫn có ốp, và bên kia thì Snatchy cũng vậy. Mantu và Valde đang bắn rất tốt. Trong đó Issa có thể nói rằng thi đấu tròn vai, và kể cả Alex CB cũng vậy. Nhưng rõ ràng là NBK đang gặp rất là nhiều vấn đề. Từ những điều lỗi skill, lỗi timing. Và NBK cũng không thể giữ chắc được vị trí của mình. Nhưng từ từ đã nha, vừa mới nói xong thì NBK đã vả mồm được Dennis rồi. Lợi thế hơn người dành cho các thành viên của OG. Nhưng ở trận thi đấu này chúng ta thấy rằng rất nhiều lần OG đã đánh mất đi cái lợi thế của chính mình. Và liệu lịch sử có lặp lại hay không đây. Round thi đấu này cần phải có một tình huống bắn chắc chắn đến từ bên phía team OG. Nếu như mà để cho đối phương lên 10 năm thì sẽ là lợi thế rất lớn dành cho Sprout. Bây giờ thì Sweetie vẫn đang muốn đi dọc mid đồ, nhưng bây giờ là một vị trí first pick đến từ Faven rồi. Sweetie bắt được RCB và thôi xong rồi. Lợi thế thì không còn là lợi thế nữa dành cho bên phía team OG. Mantu bắt được một mạng thì cũng đưa về là 2v3. Sẽ làm gì tiếp theo đây OG ơi? Lại phải nhờ đến Mantu cũng như là cả Valde gồng gánh các thành viên của OG rồi. Bom sẽ được đặt thành công mà thôi. Và giờ thì Valde liệu có bắt được hay không đây. Snatchy trả smoke ra, nhưng đây là khoảng timing tốt đến từ vị trí của Valde. Còn một người ở khu vực heo. Valde có biết điều này hay không đây. Khả năng cao sẽ là để lại cho Mantu xử lý mà thôi. Trong đó Faven là người giữ trong ladder. Và đây là một quả pop flat. Chúng ta đã được nhìn thấy sử dụng rất nhiều rồi. Nhưng Faven timing sẽ được như thế nào đây. Một quả flat là chuẩn. Vào đề mù trắng xóa, và tiếp tục Faven làm cho mình hai mạng để kết thúc lượt thi đấu first half với tỷ số là 10 năm dành cho các thành viên của bên phía team Sprout. 10 năm, và chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ lại ít phút trước khi đến với lượt thi đấu second half. Uầy. Anh cứ tưởng đây là một player không, đang không, thi không. Đấu và bế con lên thì đúng là bình. Fan cam nha, và thôi thì chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ lại ít phút trước khi đến với lượt thi đấu second half.
been a while, yeah. Safe to say over a year. Still it feels like I saw you every day. Tired of hanging around the ones that always need an explanation. I don't wanna, don't need to every day. Explain myself, don't hold it against me if I'm somewhere else. Put all the masks that I had on the shelf. Wish I could stay, but it's bad for my head. Năm đang là tỷ số của lượt thi đấu first half và chúng ta có thể nhìn qua một chút về cái bảng frag giữa OG và Sprout. Dicha và Dennis và thậm chí rằng cả Speedy cũng như là Fairvent đang bắn rất tốt, trong khi đó bên phía team OG chúng ta có thể nhìn thấy rằng NBK thật sự đang một phong độ rất là tệ. Bom Saya và các thành viên bên phía team OG ở trong lượt thi đấu first half thật sự lủng rất là nhiều và gần như là chỉ có Vào D cũng là Mantu là người chơi game mà thôi. AlexiB thì vẫn thi đấu tròn vai, trong khi đó thì Issa cũng nói rằng có một phong độ hơi thọt một chút. Còn NBK thì thôi, chúng ta không phải bàn. Và hy vọng rằng bộ mặt mới sẽ đến với OG trong cái lượt first, lượt second half này. Đây là một tình huống phi ra khu bom xe nhanh rồi. Speedy căn một quả nết rất đắn nót, nhưng đó là mạng dành cho NBK rồi. Anh khá lên tiếng, tăng thẳng vào khu gì, cầm bom với chúng tôi đấy. Nhưng đó là mạng dành cho Issa, double kill dành cho Issa. Bắn đâu phải là như thế này chứ cơ mà. Một tình huống fake bom A để xô về B. Tài tình đến từ pha cô team của Alex CB. 6 rồi, 6 dành cho bên phía OG rồi. Đấy, một trận đấu nó phải như này chứ. Một tactic rất là mới lạ, rất là hay đến từ các thành viên của bên phía team OG. Thực ra không phải mới lắm. Tuy nhiên chúng ta đã nhìn thấy rằng họ đã sử dụng nó thật sự là rất tốt. Cũng phải kể đến đó chính là Sprout. Hai ông vừa rồi đều cầm nết mà chết ạ. Mấy ông học cái gì học, không học, cứ học cái xấu của mình cơ. Đúng, suốt ngày đi học PUBG. Thế là không có được rồi. 6-10. Và với round thắng này thì OG lại nuôi hy vọng để có thể comeback. Liệu hai team này có biến map thi đấu trên thành map T-side hay không đây? Anh đang hy vọng với điều đó. Và anh đang mong muốn map thi đấu này là map thi đấu công hiến đến từ cả hai bên. Đúng. Round thi đấu thứ 6 dành cho bên phía team OG rồi. Cố lên nào OG ơi. Công đi, hiến OG. Cho cả hai bên. Và NBK headshot điểm Snatchy nữa luôn. Và chúng ta có thể nhìn thấy rằng với cái lượng tiền như thế này thì khả năng cao là Sprout cũng sẽ force buy thôi. Khi mà những cái lượt force buy ở bên phía City side trong map thi đấu trên nó luôn luôn là rất nguy hiểm. Bây giờ nếu như kịch bản của cái lượt first half hiện về thì bên Sprout force buy nhưng OG thắng tiếp, tỷ số sẽ tiếp tục được rút ngắn đến từ bên phía team OG. Mặt của Vandy lúc nào mà cam chưa đến luôn luôn là vẻ mặt lạnh. Hay là ông này gặp vấn đề trong việc biểu lộ cảm xúc? Không, Vandy là hot boy lạnh lùng anh nhá.
Hot boy có nhiều kiểu, một là hot boy kiểu cute phô mai que, hai là kiểu hot boy lạnh lùng như studio chúng ta có anh Cường OT. Rồi, Cường OT thì không phải nói được gì thêm, một vị vua đến từ Yên Bái. Nhưng mà từ từ đã, sao chúng ta lại không nhìn thấy được cái HUD ấy này? Hỏng rồi, Observer ngủ quên rồi. Bây giờ không biết rằng ở trong round thi đấu này thì họ sẽ ngủ quên đến bao giờ đây. Đi trà Van Đi có được một mạng snatchy bắt được Van Đi. Đây hình như là round hai live chiếu lại à? Cái gì này? Alo, ESL, can you hear me bro? What happening? Không hiểu anh ơi, không hiểu, chỉ biết là Sprout đang có lợi thế hơn người thôi, nhưng em không hiểu cái gì đang diễn ra cả. Time lapse à? Hay đây là vòng lặp thời gian? Chúng ta đang ở một cái hành tinh khác. Doctor Strange này. Nhưng mà nhìn như thế này thì lại là giống đang bán thật này. Đúng là đang bán thật. Nhưng vấn đề tua đi tua lại thì em không hiểu nhá. Từ từ nhá, anh là một người dạo này đang bị tiền đình. Ôi, lại nhìn, nữa này. Nhìn như thế này. Chóng mặt không anh? Chóng mặt em ơi. Ai cứu tôi với. Hình như đây là stream nhập cái phần replay lên hay sao ấy. Hay là chúng ta đang nhìn thấy một round thì nó đã kết thúc rồi nhỉ? Sao em lại nghe thấy cả tiếng đặt bom? Bom hết pin plan đấy. Chắc chắn ông Observer này là fan của Free Flash rồi. Double Ganger, các không, kiểu thể loại. Em nghĩ đây là Doctor Strange nhá. Kiểu dùng Time Stone xong điều khiển thời gian. Không hiểu. Hình như em phải nghe tiếng Terrorist Win đúng không? Thế là OG thắng đúng không? Vâng, hiện tại cái vấn đề này là vấn đề do Clean Feed của chúng bên phía ban tổ chức gửi thế về. Đây rồi. Thế là thế nào? Thế là ai thắng anh em? Mặt thế này là... Mặt như này... Thắng rồi! Tuyệt vời! Nhưng tiếp theo thì... Ôi! Thôi xong rồi! Lại nữa rồi! Vòng lặp thời gian! Nhưng bây giờ anh nghĩ rằng trong round thì này Sprout chỉ là những khẩu lục mà thôi. Đúng! Chắc chắn là những khẩu lục. Nhưng vấn đề nó sẽ là như thế nào? Khó hiểu thật sự. Tầm này là OG đang định chia đội hình ra default để control map này. Đấy, một ông cây mid, hai ông đi IV, hai ông đi trên lầu B. Ôi, ba mạng luôn đấy, Alex CV này. Xuân tóc đỏ thật sự. À không, ông này là Xuân tóc trắng. Xuân tóc vàng nhé. lại tham lap này. Thôi, khi nào hết này thì em gọi anh nhá, anh chóng mặt lắm. Ok. Ui, tua đi tua lại rồi cuối cùng thì OG lại thắng. Không hiểu thật sự. Có khi là máy Observer bị crash không nhỉ? Chắc là thế anh ạ. Vẫn chưa có HUD. Ui, cứ nhảy về man tu của xin thông báo thời gian. Đây là show ảo thuật đến từ ban tổ chức ESL. Đây là vòng lặp thời gian, đây là kiểu vũ trụ song song anh biết không? Chuẩn biết hết chứ. Anh cũng hay xem mấy cái phim đấy mà, nhưng mà mỗi chuyện là hơi đau đầu thì thôi. Đây. Anh lại vừa nghe tiếng bắn vào đầu rồi đấy. Con. Con. Faven chết này, Faven chết này, em đoán lại là Faven lui chết này. Em đoán là Faven chết. Ok. Ui, Faven không chết à? Faven bắn vào đầu em ạ. Ui, double kill đấy từ vị trí Faven kìa. Chất thật sự. Cái gì này? Đang từ bom A thành bom B. 8 năm này. Hiệp 1 em ơi. Đã biết tôi đấy. Thế này là ai thắng ai thua? Không thể biết được nữa. Lú quá cơ. Thật sự thì cái vấn đề như thế này thì bọn mình cũng không biết cát thế nào. Thôi chúng ta cứ phải thuận theo lẽ tự nhiên thôi. Không biết rằng đây có phải lần thứ hai mà Van Der nhảy trúng bom xe B chưa nhở? Hình như à, không, đặt bom như này. Đây là một tiếng 1v1 em ạ. Đây là một tiếng 1v1. 1v1 đúng không? Chuẩn rồi, chuẩn 1v1 mới di chuyển như thế này chứ. Hay là 1v2 đấy. Tôi vừa có tiếng smoke này, hình như là đã bị ném smoke vào trong bom rồi. Ninja, tại vì đang ninja, xong rồi vào đây sẽ spam. Counter Terror win rồi. Thôi xong, spam. Ông này quên hướng đặt bom. Dạo này, Van Đi có phải là người Đan Mạch không em nhỉ? Đúng, Van Đi người Đan Mạch. Thảo nào ném, ngày hôm nay ném nét, cái phát nào ném trúng mắt đấy. Nhưng, chúng ta lại quay trở lại với vòng lặp thời gian. Đây đã là lần lặp thứ 3 của cái pha ném nét này rồi. À, hóa ra mình để cả góc phải đấy anh ạ. Cái gì? Góc phải có một cái chữ 1v2. Chắc chắn đây là viên Time Stone đã bị cướp. À đây rồi.
Tuyệt vời quá, cả làng cả nước ơi, chúng ta đã về đây rồi. Chúng ta cùng đến với round thi đấu mà đây là round thi đấu half bài đến từ bên phía Team Sprout rồi. Lục và Scout đây rồi, hình với tiếng khít nhau rồi các bác ơi. Tất cả dòng thời gian đã trở về vị trí cũ và hợp nhất thành một. Và bây giờ thì bên phía Team OG đang muốn triển khai đội đánh B, nhưng hãy nhìn vào Sprout đi. Ba người giữ ở trong khu vực Z Connector và back về đến tận 4B dành cho các thành viên của bên phía Team Sprout. Và thôi xong rồi, đây là một tiếng nhảy của khu vực trên cao, nhưng còn đến tận hai khẩu Scout dành cho các thành viên của Sprout nha. Giờ đi Faven, liệu có một tiếng first pick thành công hay không đây, nhưng flash là rất trắng. Mantu bắt tiếng đi trái, nhưng đó là tiếng xuyên táo đến vị trí của Speedy. Faven hạ gục điện vào đê rồi tiếp tục đến kết thúc thì được Alexi B và quay trở về cái dòng thời gian cũ này thì OG lại toàn. Bây giờ thì Itza sẽ làm gì đây? Trong một tiếng 1v3, đối phương thì không có giáp nha. Itza bắn bình tĩnh thôi sẽ là được, nhưng mà Dennis đang có một góc bắn đẹp ở đây. Thôi xong rồi, Dennis, Itza vừa bị tác nhẹ vào người, Dennis cũng vậy. Và bây giờ thì Itza vừa đưa tiếng 1v2, bom đang rơi. Itza xử lý như thế nào đây? Itza có vẻ như đang muốn lần bò trong cái quả smoke này để một góc one way. Nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi. Nhưng đó là một tình huống bắn không thành công. Thời gian còn đó là 25 giây dành cho vị trí Itza thôi. Trời ơi, ba bạn dành cho vị trí Speedy. Khó thở thật sự. Nhưng lượng tiền của bên phía Team OG vẫn đủ để có thể full bài trong round thi đấu này. Và cũng phải nói là rất ảo với một tiếng bắn xuyên táo đến từ cái tên Speedy nữa. Wow, mặt có vẻ thật sự căng. I cannot understand the boy. These boy nha anh nhá. The boy. Câu ấy nghĩa gì vậy em? Tôi không thể hiểu được những anh chàng này. Không biết đấy là câu nói này cho anh bên phía OG hay là Sprout đây. Đấy là fan của Sprout anh nhá. Có khi là tại đây là một Sprout của hành tinh khác, chứ không phải là Sprout của năm 2020 mà những fan của họ có thể nhìn thấy được. Sau một round thiếu để thua thì bây giờ thì team OG cố đấm ăn xôi, quyết định là đánh luôn về B. Nhưng bây giờ thì trong bom xe B của bên phía team Sprout có thêm vị trí của Snatchy rồi, đó là khẩu ọp nha. Sprout đây key round, nếu như họ để thua thì OG có cơ hội để cân bằng tỷ số. Và lại một lần nữa là tình huống di chuyển trên cao B rồi. Snatchy bây giờ đã là một khẩu ốp, nhưng đi tra người giữa trong bom lại phải đắm xuống. Double kill cho Snatchy, chưa có triple kill nhưng Faven bắt đi được vào đề. Đây là một key round, và nếu như các thành viên của bên phía team OG để thua thì lượng tiền của họ sẽ trở nên rất yếu và bắt buộc sẽ phải eco mà thôi. Faven đang bò lên sau quả smoke này rồi, và Itza liệu có kê vào hay không đây? Itza vẫn đang cố gắng quẩy ở khu vực trong bom, nhưng rõ ràng là rất khó khăn. Và giờ đi Faven quá dễ dàng kết thúc được bạn của Itza, và chỉ còn lại một mình người đội trưởng Alexi B. Một mình Alexi B với khẩu Mark 10 này thì thôi, Alexi B sẽ bỏ round thi đấu này thôi, không thể làm được hơn. Thì mà đó là một tình huống mà khẩu op bên phía Team Sprout đã phát huy hiệu quả một cách tối đa với hai mạng dành cho anh Snatchy. 12 dành cho bên phía Team Sprout rồi. 12. Và bây giờ thì bên phía Team OG bắt đầu cảm thấy khó thở rồi. OG đang sử dụng quyền timeout tactical lần thứ 2. Trong round thi đấu này thì bên phía Team OG họ đã vẫn đang yếu tiền. Liệu rằng có phải là một round thiếu lục giáp nữa hay không? Sẽ là half buy thôi. MBK cũng đang có cho mình đến tận 4.500 tiền. Vấn đề là OG sẽ sử dụng cái chiến thuật gì đây? Khi mà để cho cái lượng tiền của bên phía Team Sprout bắt đầu nhiều lên rồi thì chắc chắn là các thành viên của bên phía Team OG sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Còn nhìn qua một chút về cái số frag này, tính ra em thấy rằng bên phía OG khi còn nhỉnh hơn một chút. Chính xác. So với cả Sprout, họ đang bắn tốt hơn, trừ việc là MBK đang hơi thọt. Sẽ có ốp vẫn dành cho cái tên Snatchy, trong khi đó đi bên phía team OG. Hát bài đến từ bên phía team OG. Và bây giờ thì có một khẩu Mark 10, có phải là một tình huống rất tầm 6 hay không? Ồ không, đó chỉ tình huống stagnate vào trong phục tô bom thôi. Speedy mất đi hơn 20 máu một chút. Rất nhiều bom mình được ném ra khu bom xoay A đến từ bên phía team OG. Họ đã ném tất cả những cái lượng ulti mà mình có trên người rồi, nhưng mà vẫn chưa thể ra được đến cửa cục team ít. Alexib đang có một tình huống bò vào khu vực Olof nha, nhưng vấn đề là chắc chắn Sprout sẽ có người kê lại thôi. Đang luân chuyển đội hình với các thành viên bên phía team Sprout rồi, nhưng có vẻ như Alexi B cũng sẽ không thể bắt được khoảng timing này. Và giờ thì Dennis đang ở ngay cạnh với vị trí của Alexi B, chỉ cách một bức tường mà thôi. Và có vẻ như là OG
Họ đang muốn vòng ngược về khu vực bom A khi mà đã chiếm được lát đến từ cái tên NBK rồi. Liệu các thành viên của bên phía OG có thể đục thủng được khu vực bom A chỉ với những khẩu lục chay và một khẩu Mark 10 trên tay của Alexi B hay không đây? Chắc chắn Alexi B sẽ là key play trong tình huống này. Nhưng Sprout đã bắn kẹp đến tận hai người ở khu vực Hell và thật sự rất khó để có thể đục thủng nếu như các thành viên của bên phía OG di chuyển men theo con đường này. Và chưa kể là họ mua đồ nhưng mà đã ném hết từ khoảng thời gian đầu round rồi. Bây giờ ra bom A mà chả có flat, cũng như là chả có một quả smoke nào thì sẽ gần như là tự sát đến từ bên phía team OG. Alexi B đứng ở đây thì cũng chả nghe ngóng thêm được cái thông tin gì. 30 giây, OG gần như chắc chắn sẽ là solo ra khu bom A mà thôi. Vẫn có một người DIV đó chính là Issa. Trong khi đó đi bên phía team OG vẫn chưa để lộ bất kỳ một cái động tĩnh nào cả. 20 giây còn lại mà thôi, giờ Alexi bắt đầu phải đẩy lên rồi. Speedy bị bắn yếu và Issa vừa vả thẳng vào mồm của Dennis. Speedy cũng đã nằm và giờ chỉ còn lại một mình Faven. Nhưng 12 giây, Faven không thể câu kéo thêm được thời gian rồi. Snatchy nó back về. Nhưng liệu có thể ngăn chặn được hay không đây? Và câu trả lời là không. Bom đặt thành công. Đi tra đổi một. Bây giờ tình huống về là 1v1. Mantu đã lộ rồi. Khẩu Mark 10 đấu với khẩu AK và ai sẽ là người giành chiến thắng đây? Mantu còn lại trên 73 máu và bây giờ thì Mantu vẫn đang bò ra sau khu vực tàu bom. Nhưng đó là tình huống bắn tốt để đi tra. Clutch 1v2 thành công và round thắng thứ 13 thuộc về bên phía team Sprout. Cứ tưởng là OG vào thế khó thì họ sẽ không làm được. Nhưng mà càng khó thì họ lại càng làm được cơ. Những khẩu súng DE trên tay của Issa và Vandy đã clear được cục bom A vừa rồi. Một tình huống thi đấu xuất sắc đến từ bên phía team OG. Rất may mắn là Dicha đã kịp thời tỏa sáng. Đó là những khẩu Deagle trên tay của các thành viên bên phía OG thật sự quá đáng sợ. Chúng ta thấy rằng là cái đặc điểm chung của những team đa quốc tịch luôn luôn là bao gồm những player gần như là xuất chúng nhất của từng quốc gia. Và OG cũng không phải ngoại lệ, nhưng kiểu là các thành viên của FaZe Clan cũng là một đội tuyển như vậy và kể cả Mousesport nữa. Round thi đấu này thì bên phía team OG sẽ có thể vun vai một cách cực kỳ đầy đủ mà thôi. Mantu cũng đã có ốp rồi. Đây là một tình huống mà bên phía team OG lại chia ra một đội hình default. Nhưng có vẻ như họ đang muốn bỏ hoàn toàn khu vực team main. Ba người cùng nhau control khu vực lầu B cũng như là cả trên Pop Dog nữa. Bây giờ bên phía team Sprout cũng đang chơi một default. 3A và 2B. 3A họ đang bắn rất liền nhau ở trong khu tàu 5. Và chưa biết là team Sprout đang muốn có cái toan tính gì với cái đội hình này đây. Ồ, đây là một đội hình đẩy. Cục ladder đến từ bên phía team Sprout. Stack đến 2 ladder. Thì OG muốn nhảy xuống đây ít nhất sẽ phải để rơi đến 2 đến 3 người. Và với việc Sprout kia cả team main cũng như là cả khu vực lát thì khả năng cao là họ sẽ giữ một đội hình đông B hơn. Chúng ta nhìn thấy rằng là vị trí của Dennis cũng sẵn sàng bất cứ lúc nào có thể bách về khu vực bom B hỗ trợ cho những người đồng đội của mình. Trong khi đó lại có tràn xuống lát hay không đây, một quả lửa trả vào rồi. Quả lửa này sẽ không chơi cháy tới góc của hai player bên phía team Sprout đâu. Issa đã móc được về đến khu 1.6 rồi. Đây sẽ một tình huống sổ xuống theo tham mình đến từ bên phía team OG. Quả pop flat là đẹp và Dicha chưa được có mạng. Đây rồi, đã có mạng đầu tiên Dicha. Trước khi mà Dicha bị hạ gục bởi NBK, Issa cần móc nhanh hơn. Issa ơi, ôi giời ạ. Một tiếng bắn sau lưng nhưng bắn lỗi nhưng không sao. NBK và Matu làm được đến 2. Faven bắt được người đặt bom thôi. Xong rồi, chỉ có mình NBK không thể làm được gì hơn. Và đó là double kill dành cho Faven. Issa ơi, móc như thế thì mất hết. Phong độ thật sự là bất ổn đến từ Issa. Lúc thì bắn rất kinh, nhưng những quả gần như là dễ, không thể nào dễ hơn rồi thì Issa lại có thể bắn trượt được. Và vèn tình huống này cũng phải nói là xử lý cực kỳ tinh quái. Giết được người đặt bom, trốn đi. Và để xử lý tiếp một tình huống 1v1. Màn tù rất tiếc nuối. Issa thì lại không có cam đúng không anh? Tầm này có cam của Issa thì em nghĩ rằng Issa còn tiếc hơn. Hình như là vậy. Ôi, chết rồi anh ơi. Lại là vòng lặp thời gian rồi, thôi xong rồi. Về cái vòng lặp thời gian này có khi OG lại comeback. Có khi lại comeback. Đã sử dụng cho mình một tình huống time out nữa. Đến từ các thành viên của OG. Nhưng liệu có là đủ để hoàn thành chuỗi comeback này hay không đây? Khoảng cách là 5 round, trong khi đó thì Sprout chỉ còn cách với cái chiến thắng là 2 round thi đấu nữa thôi. Đã là 14-9 rồi. Và round thi đấu này thì lại một lần nữa ta không được giành cát UD. Dễ lắm đây này, dễ lắm, vòng lặp thời gian đến ở cái round thi đấu này.
thì không biết là OG đang đi đâu về đâu nữa cơ. Anh dự đoán đây sẽ một tình huống bò IV. Chắc không? Chắc. Bao nhiêu phần trăm? Tại vì từ nãy đến giờ OG làm gì đi IV đâu. Bây giờ bí quá thì phải thông AK IV thôi. Biết đâu lại đánh B. Đánh B lại thua tiếp. Ôi lại bắn kính rồi. Có lẽ đây là một tình huống bắn kính ở trên cái khu vực đường cao. Vâng, đã mất thoát UD rồi lại còn chỉ nhìn được mỗi góc của Faven ạ. Xong bây giờ chúng tôi đeo tai nghe thì cũng chỉ nghe được những tiếng động thôi. Đấy, chúng tôi vừa thông báo quý vị là vừa có một tiếng lên đạn này. Đang đục, tôi đồ rằng đây là một tình huống đục từ trong tờ bom ra đến khu vực đường cao. Vẫn đang đục, đục lên trên khu vực pop dog luôn. Vừa hết một băng đạn rồi, vừa thay xong. Đúng. Đấy, có một tiếng ném bom này, đây là một tiếng ném bài đến từ bên phía team OG rồi. 50 giây, Faven vẫn chưa trả ra bất kỳ một quả bom nào cả. Đây rồi, bắt đầu có đồ được trả vào đến từ các thành viên của OG. Nhưng Faven mới bắt đầu trả lửa ra và đang có lợi dẫn 4A dành cho các thành viên của bên phía Team Sprout. Đánh quá chậm đến từ OG và giờ đi cha được boost lên trên khu vực tàu bom rồi. Đi cha và Faven mỗi người có chung một mạng và tiếp tục thì ui thôi sao. Hết rồi, bây giờ thì là counter T-Dot win rồi. 9-15. Vòng lập thời gian tiếp tục đến. Không chỉ đến một lần mà đây là đến hai lần. Đến nhiều lần thế anh ạ. Đây rồi. Đây rồi. 15-9. Và 6 cái match point dành cho các thành viên của bên phía team Sprout. Trong khi đó đến bên phía team OG. Có vẻ như sẽ là một tình huống di chuyển nhanh xuống khu vực ladder để tràn ra khu vực bom xe A. Nhưng Faven chuẩn bị rất kỹ càng. NBK ăn một viên AK vào đầu rồi. Và ngay lập tức OG nhìn tấm gương của NBK thì lại vòng về khu bom xe B. Nhưng quả lửa trả ra cho mình là cực kỳ hợp lý đến vị trí của Dicha. Tiếp tục double kill dành cho Dicha. Bom sẽ được đặt thành công. Nhưng vấn đề là bộ đôi Mantu của AlexiB giữ bom thế nào đây? Speedy hạ gục được AlexiB rồi và chỉ còn lại một mình cái tên Mantu mà thôi. Một mình cái tên Mantu, một vết 4 ư? Tôi không tin vào điều này. Mặc dù tôi là hay đọc chuyện của Dream. Mantu vừa đưa tình huống là một vết 3 rồi. Vị trí quanh cái tàu dầu này sẽ là rất khó để xử lý. Nhưng Mantu vừa đưa tình huống là một vết 2. Nhưng cũng chỉ là thế như thế mà thôi. GG well play. 16-9 dành cho bên phía team Sprout. 16-9 dành cho các thành viên của bên phía team Sprout. Và đúng như dự kiến thì những lượt thua sát như vậy thì cơ hội để các thành viên bên phía team OG có thể giành được chiến thắng nó gần như là không có. Cũng sao thì đây cũng là map pick của đội hình bên phía team Sprout. Và cái việc mà họ giành chiến thắng cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Thì dạo gần đây chơi cũng là map rất yếu dành cho các thành viên bên phía OG. Vâng, vậy là map thứ đầu tiên trong trận thi đấu bo 3 giữa Sprout và OG thì đã đến đây là kết thúc rồi. 16-9 là tỷ số rất bất ngờ và có lẽ là cái tỷ số này cả tôi cũng như cả caster Trọng Linh cũng không nghĩ đến nữa. Chính xác rồi. Bây giờ thì chúng tôi xin phép anh em nghỉ từ 5 đến 10 phút trước khi mà đến với map thứ tiếp theo, map thứ Inferno, map thứ được chọn và đến từ bên phía team OG thôi. These are those moments I don't think anybody else going to forget.